Hi, xin chào mọi người. Hôm nay Long Bùi tiếp tục làm một cái clip đó là về sửa đàn guitar. Thì trong quá trình làm việc thì mình cũng quay lên một video này để Long Bùi sẽ giới thiệu đến anh em ở cả nước mình có thể theo dõi cái clip này và để cho mình biết và hiểu được cây đàn của mình nó đang bị vấn đề gì. Chứ còn vấn đề mà chỉ được các bạn khắc phục thì rất là khó. Và cái này những cái này là những cái đơn giản mà người thợ mình xử lý, mình sẽ quay cho mọi người xem và biết tình trạng cây đàn của mình và một số cây đàn của những người khách đem tới đây sửa. Đỡ đó là cái mà đỡ cho mọi người xem và biết thì sẽ một thì nói về tình trạng cây đàn của mình, hai là chụp hình gửi ảnh thì bên mình sẽ tư vấn trực tiếp cho anh em ạ. Và đây là một cây cái đàn một cây khóa đây này, đây cái anh Khang này, anh Khang đúng không? Rồi ok, đây đưa anh hàng rồi, tại nãy cho chỉnh cân rồi ha, bây giờ hàng rồi luôn, sẵn tiện luôn nè. Dạ. Ngồi ghế đi, xong rồi. Đây là cây của anh Khang này. Thì cây này là ban đầu á, cứ ngồi ghế chơi đi, ban đầu á là setting của cây đàn này á, nó rất là thấp, mình chơi một thời gian á là setting nó cao, mình sẽ làm cây này trước luôn ha. Cứ ngồi ghế trong đó đi, xong mình chỉnh lại cần hạng rồi tí mình xong luôn á. Bên mình là mình sẽ không dùng những cái thước. Tại sao mình nói là mình sẽ không dùng những cái thước mà hiện bây giờ mấy anh em hay đo action là cặp vào để đo. Tại vì cái thước đó nó có nhiều cái, không phải là cái mà cặp thước vào đúng tiêu chuẩn đó, mà cái người thợ họ làm là họ sẽ nhìn về cái bar action, về cái kỹ thuật, có nghĩa là nhìn bằng cái cặp mắt, nhìn về đôi mắt, nhìn về cái bar action của cái đàn, cái đàn, cái cần của nó như thế nào thì mới chỉnh được, chứ không phải là chỉ chặt cái thước vào là các bạn sẽ đo cái action đâu đó. Cho nên khi Long Bùi làm là Long Bùi không dùng thước, nhưng mà Long Bùi làm theo những cái mà gọi là cái tay nghề của người thợ,
dựa vào cái action của cái cầm đó, nó rất nhiều luôn các bạn, chứ không phải là trên cái các bạn đặt cầm vào đó. Ví dụ như mình chỉnh cái đàn cho vị khách này, một vị khách này này đó, mình chỉnh nó rất nhẹ nhàng đơn giản mà những người khách test đàn đánh đàn nó cũng đi theo. Cái này là đúp Morris đúp 60 nha, cây này anh ở quận 12 xuống đó, cây này rất đẹp nhưng mà action lại rất cao, không thể nào mà bấm nổi, cho nên có đỡ lại cho mình xếp. Và bây giờ mình sẽ thay cho anh bộ dây luôn, và bây giờ cây mình sẽ xếp, mình sẽ chỉnh cái tầng của cái đàn này và thay dây. Đây các bạn nhìn rõ cái action của cái đàn đúp 60 nha, đúp 60 này thấy không, rất cao luôn này, rất cao. Tại vì sao mình nó không dùng thước đo, mà cái làm cái này nó phải dựa trên nó một cái kỹ thuật của người thợ, tại vì cái người thợ họ phải nhắm được cái đàn, cái phần cao hay không là ở một cái đàn là nó do quá trình nó bị cong cầm, giặt cầm, chứ không phải là nó cao là do ngựa hay như thế nào hết, nó đều có một cái nguyên nhân trong đó. Còn mà cái thước là khi các bạn đo là đo được khi cái đàn nó ra ok hết rồi, các bạn đo một cái mức chuẩn của nó thì có những người họ xem những cái clip mà của mấy em hay làm màu á, hay làm những cái đó, cho nên các bạn cũng yêu cầu hỏi thước, thì lần sau mình sẽ dùng cái bộ thước, mình sẽ lúc mình làm hết mình sẽ đo cho các bạn nha. Cái đàn này thì cái cần nó đang đưa về trước đó nha, cái cần lúc mà họ bán họ sẽ không đỡ nguyên thủ của nó, họ không chỉnh cần, cái cần của cái đàn này là Morris này là nó đưa về phía hướng trước, hướng ví dụ cái cần nó thẳng như này thì nó đang đưa về hướng này, các bạn chỉnh cái ti này, chỉnh cái ti này là cùng chiều kim hồ thì cái cần nó sẽ bật ra sau để cho nó được thẳng cần ha, được thẳng cần là khi đó các bạn sẽ vào dây được, cái đàn sẽ được rất thoải mái, rất thoải mái. Và thứ hai nữa, khi mà mình đã nhìn được cái đàn rồi thì mình phải mài những cái con ngựa này là phải cho nó đúng cái tiêu chuẩn, đúng cái tiêu chuẩn đó, con ngựa nó sát xuống. Đó là những cái mà nó cơ bản nhất của chỉnh action trên cái đàn. Số 10 của anh này á, thì nó lại có một cái vấn đề là sâu, giặt đầu sâu là đầu sâu nó ở nó sâu, nó làm cho cái action này nó bị cao. Đó, các bạn thấy không? Là một cái người nữ mà sao đánh nổi được cái action này? Thì cần nó. Thì
mình đang làm thì chị tới lấy luôn là cây này mình đã ép cái cần của nó rồi. Bây giờ mình sẽ lấy cái nhựa thôi. Tại sao khi mình làm những clip này mình không có hướng dẫn cho các bạn làm mà mình chỉ nói về cái phương thức nó bị thôi? Tại vì khi mà hướng dẫn cho các bạn làm á, cũng như những clip mình chỉ cho các bạn khắc phục công cần đó, thì đa phần là sẽ không ngắm được cái cần ở trong. Ủa sao em ở đâu trên đó em không tìm cái tiệm nào gần gần trên đó em sửa mà em xuống đây xe hả? Trước giờ anh sửa thì đã lâu không? Xe ở Bình Thạnh đúng không? Xí Bình Thạnh. Chứ
giờ thì sửa đèn ở Ghi Tân Long không à, nhưng mà mua đèn thì mua chỗ khác. Tiên mình biết được cái đàn cao thấp thì mình ngắm cái cần trước đã đó, xong rồi mình mới ngắm về phần ngửa đầu ngửa đuôi để mình điều chỉnh nó không tối để cái bao cái sần nó nhẹ. Thước nó chỉ là một cái đo cái tiêu chuẩn thôi, còn cái cần ví dụ như các bạn cái đoạn này nó ỉnh lên, cái cần nó thấp thì cũng như không, mà cái đoạn này nó bật ra sâu nó làm cho thấp cũng như không, nhưng mà nó bị rè. Còn trên cái đàn khi mà nó đã cân đối rồi, những cái nó này, cái bài đánh này đó, thấy không? Không bao giờ nó bị nó đó, thấy không? Thấy không?
Rồi tiếp theo nữa là một cây của Thị Thủy, cây Yamaha. Đây là cây Yamaha F300, cây này là của Trung Quốc ha. Là chị Thủy có qua nhờ mình sửa cho bố Yamaha F300. Đây là những người họ không biết gì mà đàn đọc cái này là như cái cung luôn, như cái cung luôn, nhưng mà mình cũng là nó cong á, nhưng mà mình cũng nói thì là để mình xem đàn này nó như thế nào đã, rồi mình mới nhận sữa thì chị nói nó có cái giúp mình. Mình làm tại cơ sở sản xuất đàn Vita Long luôn, cho nên chiếc xe nó hơi ồn và có những vị khách họ tới tận nơi để họ lấy đàn luôn đó. Các bạn biết là bạn nữ đó là thay ở Bình Thạnh, là cách Thủ Đức của mình là tầm khoảng 10 cây số, nhưng vẫn ghé đây để và làm. Tại vì từ xưa tới giờ là làm ở những cái cơ sở của Vita Long, cũng là một người mà theo dõi cái bay của Vita Long á, bay rất nhiều. Nó bị hư khoai mà. Hư khoai cho mày. Số sáu mình rút dây mình đâu. Thôi người ta đâu có chạy đâu. Sao mà không chạy được? Chưa phải mà. Đó, khi mà đã căng thẳng không thì không muốn tới nữa. Đúng tới nữa. Đây là được thôi. Em bỏ dây ra hết đi rồi, bỏ trên thùng cần được. Mình làm những cái clip trên này á, là mong muốn cho những người mà cây đàn của mình nó đang bị những cái trường hợp đó thì mọi người có thể các bạn vào Zalo của mình ha, đỡ được mình tư vấn ha. Tư vấn thì rồi mọi người mình sẽ không trả lời trên cái clip này, mà mọi người các bạn vào cứ nhắn tình trạng cái đàn của mình đó, thì lúc mà rảnh á, thì Long Bùi sẽ xem và sẽ phản hồi cho mọi người, chắc chắn sẽ phản hồi. Không bao giờ mà Long Bùi xem không mà không phản hồi nha, chắc chắn sẽ phản hồi. Nhưng mà trong quá trình rảnh, không phải là nhắn tin nào mà Long Bùi sẽ trả lời đi, mà Long Bùi sẽ thấy cái nào thật sự anh em thật sự mà cần thiết hỏi sẽ trả lời đi. Đây là người đã được Long Bùi xử lý nè. Long Bùi đây là 42 luôn. Rồi mà xin sạch sẽ nha. Tất cả đều là tỉnh công cần hết. Cây này của một bạn nam cũng vậy, cũng công cần, cũng cao dây nè, cũng cao dây nè. Cây này lại đặc biệt của cây này là một cái rất là đơn giản thôi, nhưng mà khi mà mọi người cây này, tại vì mà mọi người không có để ý tới, hay là mình không có phải là một cái người thợ thì mình cũng chẳng không biết sử dụng nó. Nhưng mà cây này một cái đơn giản là nó sẽ không đụng gì tới rửa hết, mà nó chỉ cần, tại vì cây này là cái cần của nó bình thường nó thẳng này, nó cong nhẹ vào trước một tí đó, thì làm cho cái action của cây này nó cảm giác nó cao hơn so với bên đầu thôi.
Thế các bạn chỉ cần chỉnh cái tầng này thôi. Chỉnh cái tầng. Không biết vẫn là một cái gì đó gọi là rất căng. Ba mươi phút là đồng hồ xử lý một hai cây của bạn là 40 cây, 5 cây, 30 phút. Nó rất là đơn giản thôi, không có gì phải khó hết. Nếu mọi người làm quen, nhìn nhận được cái bằng cái mắt của mình nhận trồng thì phải biết cây đàn nó cao không, thì phải ngắm về trồng. Phải không thể nào đo bằng thước được. Đo bằng thước đó là cái thước nó chỉ là một cái tiêu chuẩn cho các bạn thôi, nhưng mà các bạn còn phải xem được cái trồng như thế nào để biết được nó cong về hướng nào nữa nha. Cong về hướng nào nữa. Không đẹp trai ấy. Cho các bạn xem luôn nha, tại cây này rất nặng, nó bị cong cong rất nặng luôn. Đây cho mình đây và làm xong clip này rồi hôm nay mình nghỉ ngơi sớm. Dạo này sức khỏe nó yếu quá, đuối quá, không có còn trai trẻ mà giống như hồi xưa nữa. Xưa Long Bùi làm tới 9 giờ 10 giờ đêm, làm một ngày tầm khoảng 150 đến 100 cây đàn là trung bình đó. Nay canh tầm khoảng có mấy cây của anh em từ đàn sữa tới đàn làm ở tiệm mà gửi đi tỉnh đã đuối rồi. Thank you.
khác luôn. Đó là mọi người thay dây mà không có đỡ đầu dây nó bám vào bao hoặc là nó làm chích tay của mình, có thể mọi người bẻ, mọi người lắc qua lắc lại thì nó sẽ đứt cái đầu dây đó, nó sát vô luôn, nó không có cần dính cái tay của mình. Cao ở đầu. Các bạn thấy mua một cây Yamaha của Trung Quốc các bạn khổ không? Nó đủ điều hết.
cho 10 cái bao này vô kia đợi mai đóng hàng sao rồi dắt mấy xe đó đi. Clip của Long Bùi đến đây cũng xin được kết thúc và mong mọi người xem clip này rồi thì có thể hiểu được cái đàn của mình hơn. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ạ.